Sáng ngày 20 tháng 1, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức hội nghị triển khai công tác giao nhận quân năm 2022. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong đợt tuyển quân năm 2022, thành phố Phan Rang Tháp Chàm được giao chỉ tiêu 275 quân, giao về các đơn vị nhận quân gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn Đặc công nước 5, Trung tâm huấn luyện vùng 4 Hải quân, Cục Hậu cần Quân khu, Trung đoàn Pháo phòng 0591 và Công an tỉnh. Qua các bước tuyển chọn, đến nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã cơ bản hoàn tất các bước xét duyệt cuối cùng, sẵn sàng phát lệnh gọi nhập ngũ đến từng thanh niên. Dự kiến thành phố Phan Rang Tháp Chàm sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022 vào ngày 16 tháng 2 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị từ nay đến ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về nghĩa vụ quân sự trên các hệ thống thông tin địa phương, làm tốt công tác quản lý thanh niên trúng tuyển, đảm bảo thực hiện công tác tuyển quân đúng quy trình thủ tục, đúng quy định luật nghĩa vụ quân sự, tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách hậu phương quân đội. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các địa phương phối hợp làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần để ngày lễ giao nhận quân là ngày hội của toàn dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên trúng tuyển rời khỏi địa phương, tập trung chăm lo tốt các chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền pháp luật về nghĩa vụ quân sự trên các hệ thống thông tin địa phương, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, phấn đấu giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Cũng tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua hoàn thành tốt công tác tuyển quân và công tác quân sự quốc phòng năm 2022 đối với 16 phường xã trên địa bàn.